nó hồi đó cái máy của tôi nhìn chào bác Bình. Cầm điện thoại chặt chặt nha, nó nhảy rớt điện thoại ngoài vậy đó. Anh này không chạy từ từ, đợi mấy xe kia cho nó vui. Cái này ai có thai thử thai mẹ. Nói cái thai không cờ cất thai là tiêu hết. Nước được không? Nó sặc vô mặt miệng bây giờ. Nhịn chút xíu đi. Thank you.
chung nó vui. Đứng à? Không đứng à? Nó chụp hình tự động á. Đứng lên nè, boss đứng lên. Đó, boss đứng lên. Đứng lên để ta chụp hình. Đứng lên không? Ủa anh, em muốn đứng tắm, em muốn đứng tắm mình đó. Rồi ra ngoài chụp được đúng không? Đứng như bạn xe luôn. Rồi đi nhìn về trước chụp hình nha. Đó, cái máy chụp hình bự á. Yeah, chụp tay lên đi. Chụp tay lên. Trời ơi, máy của mình mà làm kỳ vậy. Quá đi chụp đã.
làng Cù Lần. Đi phải đi chung vậy nè, mà sao mình quay ngược ra mới đẹp. Sợ không? Hả? À, không sợ hả? Cái đứa nào có thai thì đụng thai vô. Cái đứa này đúng là đi chụp tấm không? Con xuống nó nói đó là đừng có nghe lời mẹ con cứ dạy. Cho đi vậy chứ ai đụng đi. Hỏi có ai có thai bị hư thai không trời. Rồi chụp hình đó, qua đây chụp hình nào, rồi đi về thì qua ngồi đó đi về chụp hình, về đây chụp hình cái này là chút đi mời con, chút đi mời đi nghe con. Bây giờ vô tâm mình trước đi. Mình đi qua đây, mình đi ra kia. Nó kêu chụp hình đây xong rồi đi về xong đi qua đó. Đi ra đi về. À con kia kìa. Ông đây nè, điên này vô nè. Này ơi. Có hết cửa không? Thằng bên đây chạy dữ không? Dữ. Thằng quỷ bên đây chạy ghê quá trời luôn mà. Nó chạy không đợi gì hết. Chưa đã nữa hả? Chưa đã nữa hả? Đi nữa không? Đâu rồi? Chụp hả? Dạ. Chụp hình hả? Rửa tay đi, chụp hình nha. Chụp hình nữa đó. Có đứng ngay cái chỗ kia, đứng lên chụp hình nhà nãy ở dưới không? Đó. Chút xíu làm kia lấy hình nha. Điện thoại con muốn mẹ xài điện thoại mẹ.